Video các bạn vừa xem xong đó chính là hình ảnh cây cẩm lai thật, cây cẩm lai rừng. Và đây chính là hạt của nó. Đây là hạt khi già và đây là hạt khi khô ha. Hạt khi khô, khi mà biết được hạt có chất lượng hay không, chúng ta sẽ lắc, nó sẽ kêu. Đó, nó kêu nhỏ vậy, nghĩa là lúc đấy hạt đã tắt ra rồi. Và lúc đấy chúng ta sẽ bấm hạt ra ha. Đây sẽ tắt hạt ra. Và đây là hạt của nó. Đây chính là hạt của nó ha. Hạt của nó màu nâu nha các bạn. Các bạn đừng nhầm lẫn với hạt cẩm trên mạng. Có những một số những vườn ươm họ đưa hạt cẩm lên màu đỏ, không phải. Đấy là chính là cây cẩm thối. Đây là cây cẩm, cẩm rừng thật. Cẩm này, cây cẩm lai này là có giá trị, gỗ của nó giá trị về kinh tế. Vâng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ là cắt nhẹ nó. Các bạn nhìn thấy đây. Cái phần trên này chính là cái mầm của nó sẽ mọc ra vậy. Cái mầm nó sẽ mọc ra đây. Thì chúng ta sẽ cắt bên hông này ha, cắt nhẹ. Cắt chỉ cắt dính cái lớp vỏ thôi. Chúng ta không cắt vào cái hạt. Cắt rất cẩn thận. Cắt vào cái vỏ thôi ha. Đây. Đó. Đây là cái vỏ của nó đây, mình đã cắt vào cái vỏ rồi. Việc tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ đi ươm nó. Nè, ta cùng đi ươm. Các bạn thấy, chúng ta sẽ bơi nó và bỏ. Các bạn nên để lớp sơ dừa ha, để cho nó có độ ẩm nhưng mà nó không bị ứ nước lại. Khả năng hạt nảy mầm sẽ cao hơn. Chúng ta tưới nước một ngày 2 lần, buổi sáng và buổi chiều, sau khoảng 2 ngày. Vâng, và đây là hạt sau khoảng 5 ngày hoặc 2-3 ngày ha. Khi này hạt nó sẽ nở ra, nảy mầm ra. Đây, hạt đã nảy mầm rồi ha. Nảy mầm, đây là mầm của nó. Chúng ta cùng đem đi trồng thôi. Và giá thể mình sử dụng để ươm hạt đó chính là viên nén sơ dừa ha. Mình sẽ cho vào. Và chỉ cần đợi nó lớn lên thôi. Đây chính là cây sau 3 ngày. Mầm của nó lên được ít vậy đây. Và đây chính là cây của nó sau 6 ngày. Mầm còn lên được vài. Đây chính là cây sau 10 ngày. Lên lá mầm rất tốt và xanh. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.